Vâng ạ, xin mời người đẹp lộ. Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta cùng trở lại với chương trình Ơn Rời Bóng Đi Rồi phần thứ 2. Kính thưa quý vị, nếu như là phòng đầu tiên thì bé Tư giải quyết là em thấy là cũng khá là tròn trịa, nhưng mà có thể là cái đoạn đầu nó còn chưa thuyết phục được tất cả mọi người, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phòng thứ 2. Và ở phòng thứ 2 chúng ta cùng chào đón một trong những nghệ sĩ lô tô rất là gạo cội của Sài Gòn Tân Thời, để đảm nhiệm rất là nhiều vai trò. Và thật sự mà khi mà cô ấy đi từ trong nước cho tới nước ngoài luôn đều thật sự là rất là được yêu thích luôn quý vị. Chúng ta cùng chào đón nghệ sĩ lô tô Cẩm Nhung. Hello. Dạ. Yeah. Tính thưa gì, bữa nay chị Cẩm Nhung tinh khôi quá ha, giống như là thư ký xã vậy đó. Rồi, kính thưa quý vị, bây giờ là đạo cụ của màn này. Dạ, yeah. Chị thấy cái này có quen không? Quen. Ở dưới quê chị này để người ta để làm gì? Trời ơi, biết trước chân thấy không? Yeah. Ta thấy mấy cái lỗ này ta gần lắm. Dạ. Yeah. Nào giờ chị Nhung đâu có dính với tệ nạn gì đâu, toàn là đi làm xong đi về thôi. Nhiều lắm là mấy khách sạn nó quen mặt thôi, chứ không có vụ mà tệ nạn đâu quý vị, thiệt, không bao giờ. Nhưng mà không biết là bữa nay giao cái này, là cái phòng này không biết có gì không, thì cuộc đời chị sẽ nở hoa hay là bế tắc phía sau cánh cửa đằng kia. Xin mời chị sẽ bắt đầu có sự trải nghiệm cùng với Ơn Rời Bóng Đây Rồi. Ơn Rời, chị giúp việc mới của tôi đây rồi. Chị ơi, em đọc trên cái bảng em thấy chị đang tuyển người. Trời ơi, em vô đây em xin việc. Ủa, chị biết nói tiếng Việt hả? Em nhìn chị không có giống người Việt, chị ra đây coi. Sao chị đi giúp việc mà chị lại bận cái áo dữ thần vậy? Hả? Cái này là em coi mấy cái phim bên Nhật mới có nè. Không có. Đúng rồi, cái phim bên Nhật là ưa mới có mấy cái chị giúp việc vậy nè. Chị có ý đồ gì? Không có đâu chị, ba ở chồng em với con em nó hành quá, nó vậy đó. Nó hành chị quá hả? Ừ. Ủa nhưng mà chị có đọc kỹ cái bảng không? Tôi có viết kỹ ở ngoài á, là tôi chỉ tuyển giúp việc là từ 18 tới 35 thôi. Nhìn chị là sinh 1935 hay là 1918? Đúng không? Trong cây xanh em 40. 40 tuổi? Ừ. Vậy là ở ngoài nhỏ hơn hả? Nhỏ hơn, 41. Ủa? Trong khai xanh 40, còn ở ngoài 41. Rồi chị 18 chưa, 35 chưa? Nhưng mà chị yên tâm đi, cái tuổi của chị tiễn vậy em hơn cái tuổi đó, nhưng mà em có sức khỏe. Ờ, có sức không? Tại vì nhà này á nhiều việc lắm á nha. Chồng tôi đi suốt à, có mình tôi ở nhà mà tôi bầu bì như vậy á, là không có, tôi không có làm việc nhà được, có mình chị làm thôi đó. Chị an tâm đi, em đi khám sức khỏe rồi, không bệnh hoạn gì hết. Chắc chưa? Không bị gì hết. Test kỹ chưa? Chỉ có tiểu đường xương xương. Tiểu đường mà xương xương hả? Rồi bị gì? Rối loạn tiền đình chút chút. Rồi gì nữa? Rồi tim mạch hơi hơi. Với cái gì? Hở quanh tim 4 lá 3 trên 4. Trời! Cái tim 4 lá mà chị hở 3 lá. Còn cái lá kia chắc là giờ nó treo lủng lẳng luôn rồi hả? Nhưng mà chị yên tâm đi. Sao? Em bao hết. Bao hết phải không? Em làm được hết tất cả. Ờ, em nhìn trời ơi, em tin nha. Nhìn cũng ổn đó. Nhưng mà em hỏi thiệt nè, ở dưới quê chị làm gì mà sao lên đây làm giúp việc? Trời ơi, ở dưới quê em làm nhiều việc lắm chị. Cái ở dưới việc... quê làm gì mà gắn cái lông mi dữ vậy? Hả? Có, lên đây đi làm. Sao? Được cái mình muốn cho bằng chị bằng em đó, em đi nối mi. Trời ơi, đi làm giúp việc mà nối mi hả? Không, tôi nhìn chị tôi thấy giống gái ngành lắm. Hả? Gái ngành á? Không. Cha mẹ em dạy rồi. Sao? Nghèo cho sạch, rách cho thơm. Trời. Em khổ cỡ nào khổ chứ em có làm nghề đó. Không, nhà này là không được rách luôn. Nghèo cho sạch, kính cho thơm. À. Tôi có bầu mà sao rách được. Nè, em nói nè. Bây giờ chị thử công việc trong nhà này đi ha. Ừ. Xong rồi em tập yoga cho dễ đẻ. Rồi chừng nào mà em tập xong đó, rồi em test chị thêm một lần nữa. Khỏi. Cái gì? Chị khỏi tập yoga. Sao vậy? Chi mất công cho mệt. Ở trên này là phải tập yoga mới đẻ được. Em đẻ rồi, em có kinh nghiệm. Phải không? Đẻ rồi hả? Trời. Rồi đẻ rồi mà tướng bén vậy. Trời ơi, ngon không? Ngon nha. Em chỉ chị cái con đường này là mau đẻ luôn. Mau đẻ hả?
Đẻ nhanh lắm luôn. Rồi chỉ đi. Bây giờ anh đếm 1, 2, 3 giọt nha. 1, 2, 3 giọt. Chạy. Ừ, chạy đi. Vừa. Ê khoan, ê khoan. Ta bị thao túng tâm lý phải không? Tôi chữ mộng mà. Cái gì vậy bà? Ủa tôi chữ mộng mà tự nhiên kêu chạy cái tôi chạy vậy? Đâu có đâu em chỉ cho mau xanh nở á. Tôi bị liễu, đừng có làm vậy, em bị liễu. Thì biết làm sao không? Nhưng mà ý là sao tự nhiên mình chạy vậy là dễ đẻ vậy? Hồi đó em có chồng. Chồng em đánh gược em chạy vậy đó, em đẻ nhanh xuất sắc. Trời ơi. Vừa tao bụng vô leo lên bằng mổ bắt đầu một cái là bác sĩ vừa chích thuốc vô cái đẻ liền. Ghê vậy? Nhanh lắm. Ủa vậy là do bác sĩ thích thuốc. Chồng em về. Anh về rồi nè. Ông xã. Thương quá. Thương quá. Thương quá. Hung luôn. Ủa hung luôn hả? Trời ơi. Mày hung luôn hả? Hả? Cái gì? Luôn à? Không chứ. Ủa vợ anh mà sao vậy, sao em thủ dữ vậy? Thôi nói đừng, thôi. Có giận nữa, đừng có giận nữa bây giờ nghe. Con của ba bữa nay ai mượn ai túi mày, ai gài mày vô đây thế lần nào? Hồi nãy vẽ râu dính cái mặt đen quá nè. Ê con của ba. Con nè, anh ơi, anh đi làm nguyên ngày ở nhà em thèm lắm. Em thèm lắm hả? Em thèm nhưng mà em tuyển được chị giúp việc rồi, anh nói chị nấu ăn cho em ăn đi. Nấu ăn đúng không? Chị giúp việc đúng không? Ừ. Bây giờ em thèm cái gì? Em thèm ăn lương. Thèm ăn lương? Dạ. Thèm ăn lương, rồi làm lương. Lương nhưng mà lương không được trơn. Lương không trơn, lương không trơn thì làm sạch là không trơn. Nhưng mà mình cũng không được làm. Không được làm. Để nguyên nhưng mà nó không trơn. Rồi, vậy thì làm lương mà không cần làm mà không được trơn luôn. Rồi, nói với chị đi. Làm. Ủa gì vậy? Ủa, mấy cái ngữ đi giật chồng chứ. Mày giật chồng hả? Không có. Gì vậy trời? Không có. Khoan đi. Làm lại đi, tao không ưa khúc này rồi. Làm lại nè, quay qua nói chuyện nè. Làm lại gì? Làm lại, quay qua nhìn lại nè. Lại coi, 2, 3. Làm lương, chị có làm lương được không? Không cần làm mà vẫn sạch. Có. Làm được đúng không? Biết làm. Đi đi. Chị theo tôi. Đi đâu? Ghe quốc lộ nè. Chứ vậy? Con lương nhiều lắm. Trời ơi. Có ai mà không làm lương mà cho nó được có nhớ không? Động trời không? Ra đó cho xe container ăn mày hèn chi. Tự nhiên ngủ ghe quốc lộ. Ba ăn uống mà đòi hỏi quá. Thôi vậy thì ăn món khác. Em nhận em đẻ bây giờ á. Vậy thôi em không ăn lương nữa. Ừ em ăn cái gì? Em không ăn cái con lương ngoài quốc lộ đâu. Em ăn cái gì? Em muốn ăn cua. Cua? Cua nhưng mà cua không có càng, không có chân toàn gặt không. Làm được không? Lo tròn luôn, làm được luôn, sạch sẽ luôn. Đi. Chị theo tôi. Đi đâu? Ra công trình. Gặt nhiều lắm. Đi. Ăn uống gì mà đầu hậu chứ. Ừ. Tự nhiên vẫn có lương, vẫn ra quốc lộ. Cua vẫn ra công trình ăn. Rồi làm vậy rồi làm gì anh? Thôi. Bây giờ rồi mệt phải không? Ủa khoan, hả? Em nói với anh là phải làm cái gì vậy? Gì vậy em? Không á, nè, anh tưởng tượng nè, đang ân ái chồng tự nhiên quay qua thấy con mẹ. Mà làm gì đó? Không phải. Tủi thân. Ê, bây giờ mà tôi tưởng tượng tôi vắng mặt ở đây 5 phút thôi là chị với ổng có bầu luôn. Không nha chị nha. Cái nào đàng hoàng nha. Tôi nghe cái nào ăn nào cúng nha, không có bậy bạ gì nha. Đồ này đồ cúng nha. Ông chị đừng có nghĩ như vậy. Chồng chị thử mà năn nỉ tôi cũng chưa thèm nữa. Rồi. Đó mà. Không nha. Rồi. Nghèo cũng có giá nghèo chứ. Bây giờ tôi phải thử chị tôi mới biết. Bây giờ tôi thử rắn mặt cỡ 1 phút coi nha. Em đi cái nha. Em đi em vô liền á. Đi chậm chậm thôi nghe, đang có bầu đó. Nghe. Đi chậm chậm thôi nghe. Đóng cái cửa lại nhẹ nhẹ thôi. Ôi anh. Tôi chưa bao giờ thấy con nào mà giật chồng tốc độ như vậy. Cái gì? Giật chồng tốc độ là bà đó, bà là độc lạ Bình Dương đó. Cô gái đến từ Bình Dương. Không có. Tôi mới vừa đi, tôi chưa kịp mà tôi phải xuyên không. Tôi xuyên qua cái bức tường tôi đi vô đây. Chị hiểu lầm rồi. Gì? Em mới vừa tính bước qua đây. Em bị sắp á. Thôi cái em tính té anh đỡ em. Em đi đường này nó, tôi đi đường này. Đi đi. Nghe, 1 phút nha. Nhanh đi. Em đi ra đây, em đi vô liền. Em đang mắc toilet đó. Ôi gì mà lâu đi hết. Từ từ thôi nghe. Ừ. Ngủ luôn cũng được nữa. Thương quá.
Thôi đi đi, đừng có ngoái lại nữa mà, anh lại em á. Ừ. Đằng trước nhìn thẳng. Lẹ đi em. Nhiều chuyện. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Em lên em tìm anh nè. Tìm. Trời ơi, em nhớ anh quá trời, có thấp không vậy đó. Sao đi. Tôi đã nói rồi. Trời ơi, cái nút áo xích đi nè. Tao thấy rõ ràng. Tao đứng trên đó, tao trông qua cái kính viễn vọng, tao thấy rõ ràng. Ở hành tinh khác mà nhìn còn thấy mày là vật chồng mà. Hả? Ủa? Thôi mà, nè 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 nè. Sao? Em không có gì vật chồng hết. Bây giờ em vô trong em nghỉ đi. Anh mới lãnh lương xong nè, bây giờ được như cứng họng. Ngủ đi. Ôi ôi ôi. Chưa, em hỏi cái nữa. Con mình đâu? Anh đi rước con đi học về mà, con đâu? Con mình, mình còn một đứa lớn nữa, con mình đâu? Ờ, anh rước rồi, anh rước rồi. Con đâu rồi? Nó từ từ nó vô nè, nó vô. Con nè. Đâu? Con đâu? Nó. Vô, à, vô đi con ơi, vô đi. Mẹ. Trời ơi, ba đi rước con mà. Em mệt quá. Mà ba lên xe, ba hụn cái con loại bộ về luôn á. Ê, tôi cảm giác như hai con này là làm chung một nhà, nhưng mà con này nó chọn gái lành, còn con này nó chọn gái làng chơi. Chị. Con chị hả? Con tôi đó. Trời. Gái tôi, gái lớn, vợ chồng tôi đó. Em nhìn sao giống má chị vậy hả? Ủa cô? Má? Cô này là ai vậy má? Từ từ, bình tĩnh má nói nè. Cái cô này là giúp việc mới cho gia đình mình. Qua chửi cô đi con. Ê lộn. Qua chào cô đi con. Qua chào cô này. Giúp việc mới, giúp việc mới. Làm quen với cô. Ủa sao đi học mà cầm cái bộ đồ nghề? Cái cặp con á. Ừ, giỏi. Chào cô. Ê, sao mới gặp chửi thề? Không có nào. Tao mới thêm. Tao nè. Không có. Chứ chửi gì ấy? Chào cô. Tụi đâu chửi. Rồi sao? Nè, bữa nay con đi học con có gì vui không? Ờ. Dạ. Cô bắt con trả bài vậy đó. Cô bắt con trả bài hả? Ồ, bắt con luyện bài trả bài mà con không biết gì hết trơn. Trả bài sao lấy ra mẹ coi. Nè. Con em, bây giờ chị ở nhà này dạy kèm luôn cho nó, qua kèm cho nó đi cô dạy cái gì? Cô ơi, cô kèm giùm con đi. Chị dạy kèm luôn con. Rồi. Sao? Đưa đây bà gửi cho. Bé này học mẫu giáo hay học xây dựng mà dữ vậy trời. Trời ơi. Nè, cô bắt con kiểm tra bài 52 lá bài. Trời ơi. Mà cô nói ngộ lắm nha. Trời ơi, cái gì mà trong bàn ba đứa xì dách mà một đứa xì bàn. Ủa, bộ bài bốn con xì, ba đứa xì dách một đứa xì bàn. Ủa, ngộ vậy má. Tao con làm lại mẹ coi cái dán bài đó coi. Bây giờ cứ có cái chiếu về nhà, có cái chiếu bốn tay rồi, bốn tay là được chứ. Đúng rồi, phải làm lại một dáng mẹ biết chứ, bây giờ mẹ gói quá, sao làm lại coi. Sao làm lại mẹ coi coi. Ờ, sao? Cô cũng vô. Trong ngành quá nè. Vô. Đặt nè. Vô cậu. Cô, này bốn tủ vô nè. Cô, vô chị, gia đình em vui lắm, vô đây. Mẹ. Vì bài mẹ. Này sao xào. Mẹ ơi. Nè, cầm lên. Ba đưa tiền cho cô hết luôn đi. Mày ra cái hai vợ chồng tao xào bài chứ. Để đưa cho cô đi, công an ập vô thì cô bị bắt thôi. Không sao, hộ khẩu nhà này mẹ mày đứng. Ủa vậy hả? Kinh, rồi. Mẹ kinh rồi đó. Rồi con chia lẹ đi con, coi chừng bấm chung. Lẹ con. Xì dách phải không? Không, điểm nút. Điểm nút. Trời, chơi ba lá hả? Ừ, con mới đi học về. Trời ơi. Chơi điểm nút gì mà hên dữ gì? Tìm không? Ai tìm không? Trời ơi. Nó còn nặng lên con tay nữa. Tìm. Ủa, có chơi điểm nữa hả? Tìm. Đây. Ủa? Ủa? À, con chín nút. Ba con chín nút. Đó, chị thấy không? Gia đình tôi buổi tối là học bài vậy đó. Chị nhớ buổi tối, chị kèm bài vậy cho con. Sao vậy cho chị cười hoài vậy? Chị niêm sao mà chị... Ba cào. Ủa? Là cào chưa? Là bà cào chưa? Con cào mặt cô à. Nãy niêm thấy không dạ? Nè. Nói chung là gia đình em học vậy đó, nhớ nha, tối kèm này cho con em. Con em nó học trường phục hồi nhân phẩm mà. Mẹ. Mỗi ngày là vô học một môn, hiểu không? Mà con đói bụng quá, dắt con đi. Thôi, mẹ con đi ăn đi. Ừ. Ê, đưa tiền cho em với con, dẫn con đi ăn chút nha. Ừ. Mẹ con chơi bờ gì đi. Đi. Ở nhà không có giật chồng tôi đó. Biết rồi, hoài. Đi con gái mà. Cô biết cái này là cái gì không? Thôi mẹ xin. Cô liệu hồn đó. Ba mà cho thóc thèm. Thôi đi. Chắc con đánh. Đi. Lẹ đi con, bấm chuông bây giờ con. Tao nói bấm chuông tới nơi bây giờ đó. Nít quỷ, nhỏ xíu mà mang cổ cao. Cái cửa. Trời ơi. Tôi đã nói là đừng có lên đây mà, tại sao cứ lên đây hoài vậy? Biết bao lâu rồi anh không có về tìm em.
em phải lên kiếm anh chứ. Anh không nhớ em hả? Em nhớ anh á. Người yêu bé nhỏ của anh ngày nào nè. Nhớ làm sao? Nhớ làm sao? Anh quên rồi hả? Anh quên nơi lần đầu hai đứa mình gặp nhau rồi hả? Có bà đi làm người ở thì có. Sao làm quá thì em tưởng tượng. Đó cũng vì mấy cái lời này mà tôi mới dính bẫy bà đó, rồi tôi mới cưới bà. Trời, chứ không phải ngày xưa anh khen em dễ thương, đẹp, thì mị. Thì mị. Không ai mà thay thế em được ở trong mắt anh hết trơn. Mẹ, trời ơi sao cứ đợi đó giờ lâu quá vậy bà nội. Mẹ xin việc làm. Qua đây, qua đây, qua đây, nó nghe nè, qua đây. Qua đây đây nè. Gì? Ai vậy? Gì? Ai vậy? Ba con đó. Trời ơi, sống ngon quá vậy trời. Trời ơi, ba mẹ đi bà. Hồi đó bà có bầu rồi đúng rồi. Mới anh con mình á. Anh nhớ lúc mà anh hỏi đường không? Khoan. Từ từ. Dừng khoảng là 2 giây đi, từ từ. Ai? Con của hai đứa mình. Tôi nhớ rõ ràng lúc mà bà có bầu tôi chở bà đi siêu âm, nó là con trai mà ta. Thì con trai thì nè. Thì nó trai trời. Con trai vậy nè. Nó con trai. Con trai. Con trai. Chứng minh đi. Hả? Chứng minh đi. Nó tên Cụ Đen. Tên Cụ Đen là con trai hả? Đen nào, tên tên Thắp mà đen cái gì? Đen rồi nào. Mày trong nghĩ mày tên Đen. Là Đen hả? Mày, à. Tại mình là con gái mày tên Thắm thôi. Nó không thể nào là con tôi được. Hả? Nó con anh. Không thể nào. Con của ba mà không biết hả? Nè anh. Anh nè. Anh bây giờ anh có người mới à? Anh định bỏ mẹ con em hả? Anh nhìn đi, cái mặt nó y chang mặt anh luôn. Mắt mí giống hệt nhau anh thấy không? Còn đó con. Ba. Con. Ba. Má mày. Trời, cái chửi vậy. Không phải. Má mày đẻ ra mày không có giống tao. Mày không thể nào là con tao được. Giống má. Thấy không, hai mặt nè. Giống em mà trẻ đó anh. Không thể, mày không thể nào là con tao được. Bây giờ nè, bây giờ thôi được rồi, bây giờ. À. Như vậy đi, tôi tính như vậy. Cho tiền hả? Cho tiền phải không? Con lịch sử con. Lịch sử. Thôi em không lấy đâu. Bây giờ tính như vậy. Em không lấy. Em bây giờ em dẫn con về ha. Em dẫn con về quê xong rồi hai mẹ con mua nhà, mua đất, mua xe, xây nhà luôn. Em lấy chồng mới luôn. Rồi em cưới vợ cho con luôn. Cái hai gì? Người sau này cưới vợ bà đã. Không, cưới vợ. Nó không lấy vợ đâu, nó không chịu. Nó lấy chồng. Lấy cái gì cũng được. Bây giờ hai người làm ơn đi, hai người đi về giùm tôi đi nghe. Đã về hả? Đi về hả? Thánh thần thiên địa ơi. Mua nhà xây đất lấy chồng cho có 200 ngàn rồi. Kỳ vậy.
không đủ con tuổi làm bộ neo nữa. Thì bây giờ nó đủ cái tiền mà hai mẹ con mấy người đi về xe là được rồi. Cái gì cũng phải có bước đầu tiên chứ. Dạ, xe này có nửa người em mà anh. Anh nghĩ sao mà vậy, đủ tiền xe về còn con em bỏ ở đâu? Không lẽ thảy vô sở thú. Thôi đi, bây giờ tôi không có nói nhiều nữa. Bây giờ nè, từ từ cho uống miếng nước, cái cây uống nước cái gì đi đây. Trời ơi là trời. Mày xong. Tao giải mày xong. Thôi anh, bây giờ mày không phải là con tao và bà cũng không phải là vợ tôi nữa. Hai mẹ con mấy người đi về. Bây giờ quay lại đi. Anh ơi, em nói anh nghe nè. Đi. Sao đánh má tôi? Đừng có đánh má nghe. Bà làm gì ông đánh đúng rồi, đừng có đánh má nghe. Bà có biết dạy con không? Để nó nói chuyện với tôi vậy đó hả? Hả? Bà có biết dạy con không? Là gì? Là sao? Con rồi đứng lên, nói tiếp. Con không có hổn với ba con vậy. Có hổn nào? Cái ba đàng hoàng. Ba. Mày không phải con tao. Sao đuổi hoài trời? Đẻ mà sao kỳ vậy? Má dạy con sao? Dạy nè, anh dạy cái gì? Dù sao cũng là ba của con. Làm gì làm. Quyết thống con hiểu không? À. Xử nó cho má. Quất má. Trời ơi. Ba. Chơi đi má lo. Sao ba đẹp trai dữ vậy trời? Trời Lộc ơi. Thôi Lộc. Mày nghe lời má không? Ê mày, sao mày làm gì mày đánh ba tao mày? Mày. Mày ơi, sao ba con? Trời ơi, mày đánh tao. Thôi, mày đánh tao. Mày. Thôi, mày. Thôi mà, má nói thôi. Thôi. Cái gì vậy, cái gì vậy? Con quỷ kia, sao mà thầy hỏng tay? Trời ơi, sao mày đánh con tôi? Sao mày đánh con tôi? Sao em đánh vợ cũ anh? Sao anh? Ê, dừng lại, dừng lại. Trời ơi, tôi còn đẹp không? Tất cả. Cái gì vậy? Trời ơi, sao mà 2-3 tiếng đồng hồ mới được cái đầu ra? Ai đây? Ai đây? Qua đây! Mày đi đúng không? Nè, cái gì vậy hả? Mấy người là ai vậy hả? Sao tự nhiên xông vô nhà đánh con gái tôi là sao? Đánh nó vừa không? Đứng đó, con này đứng đó. Chưa uống miếng nước cái khác nước mà. Đúng mà chị. Thôi đi. Anh mới là người phải thôi đó. Anh mới nói cái gì vậy? Anh nói với tôi anh chưa từng có vợ, vợ cũ là sao? Anh nói đi. Thì vợ cũ anh. Gì mà? Vợ cũ anh. Không. Con này là vợ cũ anh. Không, 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 không. Chị, chị, chị. Cái gì? Từ từ, từ từ, cái gì? Gì lộn luôn vậy? Cái gì? Con của ảnh. Con trai của ổng đó. Mày là con trai á hả? Con trai đó mà. Mày tên Thâm. Đúng rồi. Bé, 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 con cũng con trai. Ủa? Mẹ. Ê, ê, ê. Hình như tôi với bà có chuyện. Ôi đi. Bây giờ anh nói đi. Bây giờ anh nói đi sao? Tự nhiên bà này giận. Hai chị em Facebook. Hai đứa mày yên lặng cho tao dừng một chút được không? Để tao coi tao giải quyết cái chuyện người lớn ở bên này. Tôi đã nói với em rồi. Con miếng nước. Cái chuyện của mình xong rồi, tôi cũng cắt đứt hết liên lạc rồi. Em yêu tôi, em thương tôi thì em phải bảo vệ cho tôi chứ. Nè, anh đủ chưa? Anh lên trên đây anh nói là anh tứ cố vô thân. Anh không cha, không mẹ, không vợ, không con. Ba má tôi tin tưởng anh, gả tôi cho anh. Anh hưởng nguyên cái gia tài này, bây giờ hai mặt con rồi anh nói với tôi đây là vợ quá là sao? Anh cũng cố gắng rồi. Lúc anh lên đây anh chỉ có một mình thôi. Anh cố gắng rồi Ngọc ơi, anh cố gắng rồi em ơi. Nhưng mà em thấy không, thời gian qua anh yêu em mà. Anh chỉ có mình em thôi, anh đi làm vậy bao nhiêu lương anh đưa cho em hết rồi. Nhưng mà bây giờ anh nói đi. Bây giờ sao, không lẽ sống chung với nhau hả? Bây giờ đâu phải là thời phong kiến đâu mà bây giờ. Tôi không có giành chồng của chị. Chứ chị đem đây làm gì? Tôi muốn con tôi nó có cha. Hai câu đó cùng nghĩa đó. Tại mày, mày không có giành cha của tao. Ngày nào cũng gì hết trơn á. Nó cũng hỏi á, mẹ ơi, ba đâu? Tôi đâu có biết đường đâu trả lời với nó. Bởi vậy hả, tôi mới dẫn lên đây cho nó gặp ba đó. Con, tối nay ngủ với ba đi nha con. Ba của tao con này, lao mày tao. Ôi đi, hai đứa mày đi qua bên kia. Thôi, bên con không đi ra ngoài.
ở đây cho nó vui tự nhiên kêu đuổi ra ngoài mày. Qua kia đi má. Bây giờ em thương anh, em nói giùm anh một tiếng đi. Là mày em dắt con về quê rồi hai đứa mình cắt hết liên lạc. Ê, bằng mày, tiền. Cho tôi hỏi một câu đi. Sao tôi với chị lấy ổng đẻ cái loại gì không vậy? Chị kỳ vậy trời. Chị ta. Tại ảnh. Cái tên của anh sao vậy, rồi đứa nhỏ trong bụng là sao? Bây giờ em có muốn giải quyết vấn đề không? Thì giờ tôi hỏi đó, hai người muốn sao? Bây giờ tôi muốn con tôi nó nhìn ba của nó. Nhưng mà đó là chồng của tôi, là cha của con tôi. Bây giờ nhìn xong rồi thì đi về đi. Mà anh có thừa nhận nó không? À, có thừa nhận không? Anh có thừa nhận nó là con của anh không? À, có thừa nhận không? Hay là anh chỉ nhận cái con mập đó thôi? Ba. Rồi đây, bỏ cho tiền đi xe về. Con. Tối đủ tiền về đâu con? Ủa vậy hả? Cho tôi. Lấy thêm. Ừ. Con này. Sao? Ba của tao bị ôm hoài vậy? Ba. Ba của tao. Thôi ôm chung đi, con cũng muốn có chị. Đi ra coi. Đi ra coi. Đi về đi. Mười mấy năm tao chưa thử được cái mùi này. Tôi nói đi về đi, đừng có làm tôi khó xử nữa. Tao thử cái mùi này không? Tao thử không? Bả kỹ quá. Tao thử thử. Rồi, cảm ơn chị Cẩm Nhung, cảm ơn Trà Ngọc, cảm ơn Hòa Thường, cảm ơn Lê Trường và Châu Pha rất nhiều. Quý vị thấy sao, quý vị ơi? Woo! Phải nói luôn là lần đầu tiên của chị Nhung mà làm cho Lộ cảm thấy rất là bất ngờ. Phải nói luôn rất bất ngờ. Thật sự thì bản thân là đạo diễn của chương trình mà cũng là đạo diễn của cái phòng này. Nhưng mà em chưa bao giờ tưởng tượng được là em thả hai cái con người này vô nó lại mệt mỏi tới như vậy. Chưa bao giờ em vừa phải diễn kịch mà vừa phải chăn dắt như vậy, em rất là cực. Không có hiểu tại sao là hai người này là đi ra là làm cái gì cũng mắc cười á, nhìn là mắc cười liền luôn á. Thiệt, em cái lúc mà em dựng á, lúc mà em chia vai á, em cũng không nghĩ là mọi chuyện nó ra nông nổi này đâu. Nhưng mà thật sự nó ra nông nổi thiệt nha. Dạ, yeah, và phải nói luôn là phần trình diễn vừa rồi là mọi người rất là đã luôn đó. Và bản thân chị cũng thấy cũng rất là đã. Nhưng luôn. Mà thật sự em ở đoàn cũng đã trải qua khoảng 5-6 tháng đồng hành cùng mọi người rồi. Thì em cảm giác là chị Nhung hôm nay rất là tuyệt vời. Chị Nhung nhìn đúng chất một người phụ nữ ở dưới quê lên và diễn rất ra vai, đúng không quý vị? Thank you, cảm ơn Trang Ngọc, cảm ơn Hòa Thường và cảm ơn các diễn viên hỗ trợ cho chị Cẩm Nhung. Thank you. Và chúng ta sẽ gặp lại các bạn ở trong ít phút nữa. Và ngay bây giờ chúng ta cùng đến với vòng loại Lotto tiếp theo quý vị nhé. Thank you, chúng ta còn một phòng nữa. Quý vị đừng về sớm.